Thoải mái một tí xíu. Ok, với Peter Deadline. Yeah, everybody make some noise. Lên với chúc phúc phục rất tốt nhưng mà bạn chưa thể hiện được hết hoàn toàn thì mong lần sau khi bạn đứng trên sân khấu thì bạn phải chuẩn bị kỹ về tinh thần và lyric chỉ hai thứ đó. Còn phần bạn mình thấy bạn rất ok.